Trần Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình xã hội thứ năm ngày hôm nay, episode thứ 34. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ thì chúng ta vẫn có chương trình xã hội thứ năm hàng tuần đây là cái chương trình nói về xã hội của người mỹ và người mỹ gốc việt tại hoa kỳ để quý vị ở bên ngoài nước mỹ và kể cả việt nam có dịp đối chiếu so sánh và phân tích để quý vị hiểu rõ sự khác biệt của người việt ở hoa kỳ như thế nào so với những người Việt ở trong nước hay là những người Việt ở những quốc gia khác và kể cả cái xã hội và cái văn hóa truyền thống của người Mỹ. Đó là cái chủ đích của chương trình xã hội thứ năm hàng tuần. Và quý vị, trong chương trình xã hội thứ năm hàng tuần này thì có thể nói rằng tôi phải nói một cái đề tài mà nhiều người chưa đề cập tới và có lẽ hôm nay tôi là người có thể là người đầu tiên đề cập tới. Quý vị, đó là sự thay đổi trong cái suy nghĩ của người Việt trong 8 năm qua có thể nói rằng là người làm cho ông làm cho cộng đồng người Việt đã thay đổi suy nghĩ rất là nhiều chính là cựu tổng thống Donald Trump quý vị còn nhớ là tôi đã từng nói những cái đề, đề, những cái việc liên quan tới ông Trump và cộng đồng người Việt như thế nào thì quý vị chính ông Trump trong 4 năm cầm quyền tổng thống đã làm cho người Việt thức tỉnh và thay đổi suy nghĩ và gần đây thời gian gần đây thì cái lượng người Việt mà ủng hộ cho ông Trump đã tăng lên rất nhiều và gần như là cái chính sách thất bại của Joe Biden đã khiến cho nhiều người dù trước đó không thích ông Trump nhưng khi bình tĩnh mà xem xét lại cái giai đoạn ông Trump cầm quyền cho tới cái giai đoạn Joe Biden cầm quyền họ mới thấy được cái sự cái bản lãnh và cái khả năng của ông Trump với Joe Biden xa hơn xa rất là nhiều và quý vị có thể nói rằng trong 8 năm nay người Việt ở Hoa Kỳ đã có sự thay đổi suy nghĩ sự thay đổi này tôi có thể nói rằng là rất tốt cho người Việt ở đây. Lý do là tại vì trước khi ông Trump lên, người Việt ở hải ngoại tuy sống ở nước Mỹ nhưng lại có cái tư tưởng gọi là vọng ngoại rất là nhiều. Có thể nói là tư tưởng vọng ngoại rất là nhiều và thậm chí có những kẻ th sống ở Mỹ ăn cơm của Mỹ mỗi ngày nhưng vẫn chửi nước Mỹ, cho thấy cái tinh thần mà gọi là vọng ngoại rất là cao. Nhưng kể từ khi mà ông Trump lên làm tổng thống thúc đẩy cái chính sách mà chúng ta thường gọi là Maga tức là Make American Great Again hay còn gọi là American First. Thì quý vị, những cái chương trình này của ông Trump đã thúc đẩy và cho người Việt ở Mỹ có thể nói là thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Tôi là người chứng kiến cái sự trưởng thành của cộng đồng trong suốt mấy chục năm nay. Có nghĩa là từ lúc mà mình quan sát từ cái lúc mà cộng đồng mình mới thành lập cho tới bây giờ. Thì uh, từ suốt mấy chục năm nay, chúng ta bị đẩy vào một cái hướng theo một cái suy nghĩ mà tôi uh, gọi một cách lịch sử là cấp tiến chạy theo cái chủ nghĩa cấp tiến khá nhiều và từ cái điểm này tất cả những cái cơ quan truyền thông trong cộng đồng người việt đều đi theo khuynh hướng này tức là cái khuynh hướng đẩy mọi người về hướng cấp tiến bỏ rơi tất cả những cái giá trị tốt ở phía sau và quý vị chúng ta chạy theo cái này và chúng ta nghĩ rằng xã hội đã thay đổi xã hội đã thay đổi và chúng ta cần phải thay đổi cho thích hợp với xã hội cái đó là cái suy nghĩ mà trong suốt mấy chục năm người Việt chúng ta ở Hoa Kỳ đã suy nghĩ theo kiểu này. Do đó chúng ta bị định hướng rất nhiều trong cái hướng mà gọi là đi theo cái phong trào cấp tiến này. Nhưng cho tới khi ông Trump lên làm tổng thống, ông đã kéo tất cả mọi người trở lại cái vị trí của chính mình. Cái vị trí của chính mình là mình đã chạy theo những cái phong trào cấp tiến và nghĩ rằng mình nằm trong một cái quốc gia lãnh đạo thế giới, mình phải đi trước chuyện này chuyện kia. Nhưng cuối cùng quý vị, chính chúng ta là những người hứng chịu tất cả những cái hậu quả của cái à, tinh thần cấp tiến. Chúng ta lo cho người ở bên ngoài nhiều hơn cái cuộc sống chúng ta ở đây. Chúng ta lo cho tất cả những cái chuyện ở bên ngoài nhiều hơn. Trong khi đời sống ở đây chúng ta phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Chính ông Trump đã làm cho nhiều người thức tỉnh và biết yêu mảnh đất này nhiều hơn. Tôi đã từng nói với quý vị, trước đây thì à, người Việt cái năm 2020 họ vẫn ủng hộ cho ông Trump. Rất là đông. Sau 4 năm ông cầm quyền, thì tôi đã từng nói với lại một số những thành viên của Đảng Cộng Hòa, họ thắc mắc. Khi mà tôi tổ chức rally cho ông Trump, thì nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa thắc mắc là tại sao đông đảo người Việt, tôi nói đông đảo thôi chứ tôi không có nói là đa số ở trong cộng đồng, đông đảo người Việt ủng hộ cho ông Tổng thống Trump. Họ thắc mắc thì lúc đó tôi có trả lời với họ có hai vấn đề mà người Việt có một cái đồng cảm với ông Trump, do đó họ ủng hộ ông Trump. Thứ nhất là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nhất là những người đến từ miền Nam Việt Nam là nạn nhân đầu tiên của đám khuyên tả, của đám truyền thông khuyên tỏa, khuyên tả Hoa Kỳ. Nhưng mà người Việt không có tiếng nói và cũng không đủ khả năng để phản kháng với những cái uh, gieo đắc thông tin sai lạc và những cái uh, quan điểm định hướng của đám truyền thông khinh tả gán nhãn cho miền Nam Việt Nam chúng ta không có khả năng kháng phản kháng và chúng ta phải chịu đựng suốt mấy chục năm bởi cái sự gieo rắc những cái điều ác độc của đám truyền thông thiên tả nhắm vào miền Nam Việt Nam nói chung và những người Việt hải ngoại nói riêng chúng ta đã không làm được cái điều phản kháng mạnh mẽ với đám truyền thông này <laughs> thậm chí còn có nhiều người thần tượng cái đám truyền thông này nữa nhưng tới thời ông Trump lên ông là người đã đứng ra đối đầu với đám truyền thông thiên tả và ông mạnh mẽ hơn bao giờ hết ông mạnh mẽ hơn bao giờ hết ông chửi thẳng vào mặt đám truyền thông thiên tả nó làm cho người việt rất hả dạ có thể nói rằng những người việt ở hải ngoại rất hả dạ khi mà ông trump lôi tên từng cái đài truyền thông lên ông vỗ trên mạng xã hội và ông gọi những tên này là những tên fake news những tên này là những cái tên gây ra tất cả những cái phiền toái cho À, nhiều người dân ở Hoa Kỳ và kể cả những dân tộc khác. Thì quý vị, ông Trump là người đã làm cho người Việt ở hải ngoại hả dạ khi mà ông lôi đích thân từng tên một ở trong tất cả những cái hệ thống truyền thông này để mà ông chỉ trích và ông lên án cái đám truyền thông này. Chỉ có một mình ông Trump làm được. Dường như không có một chính trị gia nào ở Hoa Kỳ dám đủ bản lãnh đương đầu với đám truyền thông cả. Thì quý vị, điều thứ nhất mà ông Trump làm cho người Việt hả dạ mà họ tìm cách gọi là ủng hộ trong năm 2020 là cái sự can đảm và cái sự mạnh mẽ của ông đối với đám truyền thông thiên tả và điều thứ hai tôi giải thích với lại các thành viên của đảng cộng hòa kể cả đảng cộng hòa trung ương thì quý vị tôi nói rằng cái uh, cái tiềm năng đe dọa của cộng sản trung quốc vốn đã người đã được người việt báo động từ đầu thập niên 90 khi mà Bill Clinton đón tiếp Giang Trạch Dân sau khi mà ông Bill Clinton thắng cử Thì Giang Trạch Dân trở thành lãnh đạo đầu tiên của Trung Quốc đến Hoa Kỳ Sau mấy chục năm Thì quý vị Lúc đó gần như là người Việt chúng ta đã báo động về cái tiềm năng nguy hiểm của Cộng sản Trung Quốc như thế nào Nhưng chúng ta cũng không có tiếng nói Đám truyền thông của Hoa Kỳ nó bịt miệng chúng ta hết Nó không bao giờ nhắc tới cả Thậm chí là nó còn nói bây giờ mà đi chống Trung Quốc Tôi, tôi nhớ là Năm 2005, đài CBS chứ không ai hết, khi mà cộng đồng người Việt bắt đầu có cái cao trào về việc mà chống Trung Quốc thì nó nói là nằm mơ. Bây giờ tất cả đồ đạc xài trong nhà đều là của Trung Quốc hết, làm sao chống đây? Trên đài truyền hình CBS nó còn nói như vậy quý vị. Và đến năm 2006, khi mà phát hiện ra những cái đồ chơi của Trung Quốc à, sản xuất có chất độc gây nguy hiểm cho trẻ em, đám này nó lập tức che đậy ngay. Nó không đưa tin nhiều Nó che đậy ngay Và nó gần như là lắp luôn cái tin này xuống Là khi mà những cái đồ chơi mà Trung Quốc sản xuất Từ Trung Quốc qua bên Mỹ Qua các cái công ty như là Walmart Để bán ra đó quý vị Thì quý vị nó đè xuống ngay Và cái tiếng nói của chúng ta không nói được Chúng ta báo động về cái sự nguy hiểm của Trung Quốc Từ đầu thập niên 90 Nhưng mà cái đám truyền thông thiên tả nó che lại hết Thì chỉ có ông Trump ông Trump là cái người đã làm cho mọi người thấy được và toàn nước Mỹ thấy được cái sự nguy hiểm của đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào. Và bây giờ dân Mỹ thức tỉnh, quý vị thấy hầu hết dân Mỹ bây giờ xem Trung Quốc là một trong những cái kẻ, Cộng sản Trung Quốc là một trong những cái quốc gia đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ, đe dọa trực tiếp tới nền kinh tế của Hoa Kỳ và tư thế Hoa Kỳ trên cộng đồng quốc tế. Những điều này chúng ta đã báo động trước. Do đó tôi giải thích hai điều mà người Việt ở hải ngoại và người Việt trong thời điểm đó từ 2016 tới 2020 thì họ bỏ phiếu cho ông Trump. 2016 thì chưa. 2016 chẳng qua người Việt bỏ phiếu cho ông Trump. Thứ nhất là bởi vì ghi danh bên Đảng Cộng Hòa. Xưa nay rồi. Thứ hai, không ưa Hillary Clinton. Cho nên bỏ phiếu cho ông Trump. Thì quý vị, năm 2016 khi ông Trump thắng cử là do người Việt không ưa gia cha, vợ chồng của Bill Clinton. Cho nên chúng ta đổ phiếu ủng hộ cho ông Trump. Nhưng mà thật sự lúc đó chính chúng ta cũng không biết ông Trump sẽ làm cái gì. Tại vì ông không có một kinh nghiệm chính trị nào cả. Nhưng sau 4 năm ông Trump điều hành quốc gia. Từ năm 2016 tới năm 2017 cho tới năm 21 Thì quý vị, những gì ông làm thì người Việt bắt đầu thức tỉnh. Thứ nhất, quý vị, ông đã đẩy cái nền kinh tế tốt hơn. So với 8 năm dưới thời của Obama. Từ năm 2009 cho tới năm 2017. Đầu năm 2017. Obama đã không vực dậy nổi nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì các vị, thứ nhất là về vấn đề kinh tế. Thứ hai, nhờ cái chính sách giảm thuế của ông Trump mà các công ty và các cơ sở thương mại, tiểu thương của người Việt dễ thở. Dễ thở là giảm bớt được cái tiền thuế của liên bang. Từ 35% đánh xuống còn 21%. Chúng ta dễ thở và chúng ta có rủng rỉnh tiền bạc nếu chúng ta là những người làm thương mại và tiểu thương. Thì các vị, bên cạnh đó thì ông Trump thúc đẩy cái chính sách đối đầu với Trung Quốc. Và kết quả, việc làm đã có nhiều. Năm 2020, quý vị, trước khi mà đại dịch năm 2019, mức thất nghiệp ở Mỹ rớt xuống 3.5%, thấp nhất trong vòng 40 năm, 50 năm. Thì quý vị, đó là lần đầu tiên mà mức thất nghiệp giảm xuống còn có 3.5 thôi. Là lần đầu tiên xuất hiện dưới cái triều đại của ông Trump trước đây. Thì quý vị, kinh tế, việc làm, là hai cái động lực chính và điều thứ ba mà ông Trump đã làm được cho cộng đồng người Việt đó là làm cho họ yêu cái mảnh đất họ đang sống nhiều hơn là cái tinh thần vọng ngoại bên ngoài. Từ xưa tới nay trước khi ông Trump lên hầu hết tất cả người Việt ở tại hải ngoại kể cả trong gia đình của tôi luôn là đều mong làm có tiền gửi về Việt Nam mua nhà, mua cửa, mua đất, mua đai, gửi về tài trợ cho thân nhân trong Việt Nam mở xưởng, mở công ty, mở tiệm vân vân để mà tức là chúng ta sống ở Mỹ, kiếm tiền ở Mỹ nhưng cái đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới Việt Nam. Cái đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới Việt Nam, cái quê hương gốc của mình. Rồi người nhiều người còn dự tính là về hưu sẽ về Việt Nam sống luôn. Nhiều người nghĩ tới chuyện mai này ở Mỹ mà về hưu rồi sẽ về Việt Nam sống. Quý vị suốt từ cái giai đoạn năm 1975 cho tới năm một, năm 2017 thì trong đầu của người Việt suy nghĩ là như vậy. Ai cũng nghĩ là sẽ về Việt Nam sống. Mặc kệ nó là cộng sản hay không. Thì quý vị, chính ông Trump đã làm cho rất nhiều người Mỹ, người Việt ở Mỹ thức tỉnh. Đây là quê hương sau cùng của quý vị. Con cháu của quý vị. Mai này nó sống và nó trưởng thành trên nước Mỹ. Và nước Mỹ là cái nơi cung cấp đầy đủ cơ hội cho chúng ta. Để chúng ta có thể có được sự sống tốt hơn mới giúp được cho người trong Việt Nam. Mà chúng ta không đóng góp ở đây mà cái đầu suốt ngày cứ suy nghĩ tới Việt Nam. Quý vị, chính ông Trump đã làm cho nhiều người Việt trong 4 năm ông cầm quyền tổng thống. Ông đã làm cho người Việt ở Mỹ này bắt đầu <laughs> suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại cái vị trí của mình ở đâu mình đang sống ở đâu, mình đang làm việc ở đâu và gia đình tài sản của mình ở đâu. <laughs> Hầu hết là ở Mỹ. Tất cả đều ở Mỹ. Con cháu mình sinh ra lớn lên được đào tạo trong nền giáo dục của Mỹ và cuối cùng tụi nó tốt nghiệp tụi nó ra trường nó đi làm ở Mỹ. <laughs> gia đình tất cả đều ở Mỹ hết. Quý vị, nhiều người đã bắt đầu nhìn lại được cái thực tế vị trí của mình và mình đã đóng góp gì cho cái đất nước đã cưu mang mình và đã cho mình một cái đời sống tốt và cho mình một cái tương lai tốt đẹp cho con cháu mình chưa? Chưa. Thậm chí là có nhiều người già trước đó quý vị. Tiền mà tiền già đó thì á để dành xài, tiền nhà có con cháu trả, tiền y tế thì có chính phủ trả, tất cả mọi thứ dư một tháng được khoảng vài trăm đô la thì lo gửi về Việt Nam lo gửi về Việt Nam hết không chừa một đồng nào ở đây hết á nhưng mà sau khi ông Trump lên thì họ mới thấy được cái giá trị ở nước nước Mỹ này như thế nào họ bắt đầu đóng góp lại cho những cái sinh hoạt ở trong đây thay vì đi cho Việt Nam thì quý vị chính ông Trump làm cho người Việt ở Mỹ <laughs> đã suy nghĩ một cách khác đi tôi có thể nói là trong <laughs> từ năm 2016 17 cho tới bây giờ là người việt lột xác người việt ở mỹ lột xác rất là nhiều họ bắt đầu thấy được cái mảnh đất này là cái mảnh đất cần họ giúp đỡ nhiều hơn chứ không phải ở việt nam tại mảnh đất này tuy rằng nó mang lại nhiều cơ hội nhưng nó cũng có nhiều thách thức nó có nhiều thách thức do đó cái mà chúng ta cần đóng góp là đóng góp cho cái mảnh đất chúng ta đang sống cho cái tương lai tại vì tôi nói đây là cái quê hương sau cùng chứ không phải là quê hương thứ hai quê hương thứ hai có nghĩa là mai mốt quý vị còn có quê hương thứ ba thứ tư thứ năm nhưng đây là nơi quý vị đã cắm chốt sau cùng rồi tất cả tài sản quý vị làm cả một đời nằm ở nước mỹ tất cả những cái tương lai con cháu của quý vị đều nằm ở nước mỹ hết thì đây là cái quê hương sau cùng ông trump đã làm cho nhiều người mỹ người Việt người Mỹ gốc Việt ở đây thức tỉnh và cái vị họ bắt đầu chăm sóc cho cái gia đình ở đây nhiều hơn họ bắt đầu để dành tiền cho con cháu ở đây nhiều hơn lúc trước mấy người già có nhiều tiền gửi về Việt Nam hết còn bây giờ có chút đỉnh tiền là mua cho cháu mình cái xe mua cho cháu mình chia cái bộ quần áo ở đây chứ không phải Việt Nam nữa thì cái vị họ thức tỉnh họ lột xác họ đã bị họ đã thoát ra được những cái suy nghĩ định hướng của những cái đám cấp tiến lúc nào cũng thúc đẩy người Việt vọng ngoại cả mà chưa bao giờ nghĩ tới cái đất mảnh đất này thì quý vị họ thoát ra được người Việt ở Mỹ họ thoát ra được cái này do đó năm 2020 họ ủng hộ nhưng mà kết quả bầu cử quý vị đã thấy bây giờ năm 2024 4 năm dưới triều đại của Joe Biden họ còn thức tỉnh bạo nữa 4 năm dưới triều đại của Joe Biden, họ nhìn ra được nhiều vấn đề. Họ nhìn ra được cái kinh tế nước Mỹ bây giờ đi về đâu, cái xã hội Mỹ bây giờ băng hoại tới mức độ nào, mức độ tội ác trong cộng đồng tới mức độ nào so với 4 năm dưới triều đại của ông Trump. Thì quý vị, họ bắt đầu so sánh. Thì dù là những cái người không có cảm tình với ông Trump, họ cũng phải xác nhận ông Trump làm tốt hơn Joe Biden. Tốt hơn rất là nhiều. Do đó quý vị, năm 2020 thì tôi không dám nói là gần như là 3 phần tư. Người Việt ở Mỹ support cho ông Trump. Nếu mà năm 2020 tôi nói đông đảo người Việt ủng hộ cho ông Trump. Thì năm 2024 cái khối lượng người Việt ở Hoa Kỳ. Kể cả những người mới qua, qua những năm sau này. Họ cũng thấy rõ. Và họ ủng hộ cho ông Trump nhiều hơn thì quý vị cái số lượng người Việt ở đây ủng hộ trong trăm lên tới 3 phần tư tức là tôi tính ít nhất từ 70 cho tới 80 70 là những người ủng hộ trong trăm hầu hết đều ủng hộ trong tại vì bây giờ họ không còn chọn lựa một là ông Trump, hai là Biden thôi dù họ bên đảng dân chủ nhưng mà với cái tình hình mà Joe Biden làm bây giờ họ chán rồi họ chán cái chính sách của Joe Biden rồi cuối cùng làm cho cuộc sống họ khó khăn hơn. Tiền trong túi bên đi. Credit, tức là tín dụng, đang 700 điểm, bây giờ tuột xuống còn 600 điểm. Tại vì sao? Trả trễ tiền nhà, trả trễ tiền xe, thì tín dụng rớt. Mà lý do tại sao trả trễ? Tại vì tiền không đủ. Tháng này phải lo tới tháng sau rồi. Làm tháng này phải lo tới tháng sau rồi. Trễ nãy hoài. Cho nên tín dụng từ 700 điểm, ngon lành bây giờ xuống còn 600 điểm. Những người mà đi làm bây giờ quý vị lương không đủ sống bởi vì tình trạng lạm phát cao quá giá cả thực phẩm giá cả xăng tất cả đều tăng hết chưa kể là mức độ tội ác trong cộng đồng tiền trong túi của họ bên hết rồi 4 năm dưới chiều đại của Joe Biden từ 21 tới bây giờ gần như <laughs> nhiều người Việt làm bảo khó khăn bây giờ phải đi làm những cái nghề mà họ chưa bao giờ làm từ lái Uber Eats cho tới những cái công việc mà gọi là nặng nhọc. Họ chưa bao giờ làm. Bây giờ phải cắn răng đi làm để kiếm thêm tiền. Lúc trước dưới thời của ông Trâm làm một chớp thì dư giả nhà nhã Bây giờ làm hai chớp cũng không đủ. Bây giờ làm hai chớp cũng không đủ. Và ngày thường thì là làm làm ở nhà, làm ở hãng, làm ở công xưởng làm ở văn phòng. Cuối tuần phải đi lái Uber Eats, giao đồ ăn cho người ta. Quý vị họ thấy được họ thấy được bởi tôi nói là những người việt mà bỏ phiếu cho đảng dân chủ lần này cũng lắc đầu với joe biden tôi chưa nói tới quá khứ joe biden đã sát xà bông người việt như thế nào tôi chỉ nói trong cái mức độ hiện tại thôi thì người ta đã thấy được rất rõ ràng và người ta so sánh lại với 4 năm dưới thời của ông trump quý vị do đó cái khối người việt ở mỹ này bây giờ cái mức độ ủng hộ trong tâm nó tăng lên rất là nhiều đặc biệt là bắc california cái nơi được xem là thành trì của đảng Dân Chủ. Bắc California từ San Jose qua tới San Francisco cho tới Auckland. Quý vị, hầu hết đảng Dân Chủ là thống trị tại đây. Và tất cả những người Việt ở trên đó, từ xưa tới nay, đều đi theo đảng Dân Chủ. Nhưng mà sau 8 năm, tức là từ 2016 tới bây giờ, họ thay đổi. Bây giờ cái lượng người ở San Jose ủng hộ cho ông Trump lên khủng khiếp mức độ có thể tương đương hoặc qua mặt luôn cả cái thành phần trẻ đi theo đảng dân chủ. Rồi quý vị, San Francisco xưa nay không có bóng dáng của một người Việt nào dám bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa và ông Trump hết. Bây giờ quý vị, họ ghi danh bên đảng Cộng Hòa còn nhiều hơn ai hết. Đa số là người Việt và người Việt gốc Hoa ở ngay cả Chinatown. Họ chán Joe Biden rồi. Tại vì những người Việt gốc Hoa ở Chinatown đa số là người Hồng Kông nhiều. Và người Đài Loan thì quý vị họ dồn phiếu cho ông Trump họ dồn phiếu cho những ứng cử viên của đảng cộng hòa và ngay tại San Francisco là thành trì của đảng dân chủ đó quý vị xưa nay mà đến mức mà Elon Musk nói mà ở San Francisco mà bỏ phiếu cho đảng cộng hòa là bất hợp pháp mà là quý vị biết là cái cái khu vực này nó, mà bây giờ người Việt trên đó đa số hầu hết đều bỏ phiếu cho ông Trump tại vì chính tôi là cái người đã nhận inbox của họ và họ nói rằng năm nay District tôi có ai ra tranh cử với đảng Dân Chủ không? Thật sự quý vị, tôi ở dưới Nam Cali và tôi ở Houston, tôi còn không biết chuyện gì xảy ra ở Bắc Cali nữa. Ngoại trừ San Jose thì tôi biết có một số ứng cử viên gốc Việt. Còn San Francisco là tôi mù tịch luôn. Mà bây giờ họ email xuống và họ inbox cho tôi. Họ nói là làm ơn cho tôi biết ai là của đảng Cộng Hòa để năm nay tôi bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Là người Việt đó quý vị. Và những người Việt này đặc biệt lại có luôn cả người Việt gốc Hoa luôn những người Việt gốc Hoa ở trên San Francisco là họ chán tới mức như vậy rồi quý vị. Chứng chứng tỏ là gì? Họ nhìn, họ đối chiếu, họ so sánh. Do đó, năm nay cái điều tích cực mà tôi nhìn thấy là khối người Việt dù còn nhiều khác biệt nhưng mà họ nhận ra được một điều. Ông Trump điều hành của máy quốc gia tốt hơn Joe Biden. Và họ quyết định năm nay họ chọn ông Trump. Bất kể là ngày xưa 2020, 2016 họ không thích ông Trump. Nhưng qua tới 24, họ thay đổi. Thì tôi nói là chính ông Trump là người đã lột xác rất nhiều cho cộng đồng người Việt ở đây. Cộng đồng người Việt ở hàng ngoại đã nhìn ra được nhiều vấn đề. Và chính điều này, nó sẽ làm cho cái chiều hướng của cộng đồng tốt đẹp hơn. Tại vì cái chiều hướng của ông Trump, tôi đã nói là MAGA, tức là Make American Great Again, hay là American First. Thì quý vị, cái suy nghĩ này, nó giúp cho những người Việt ở đây phải nghĩ tới người thân gia đình ở đây trước trước khi có tư tưởng vọng ngoại và quý vị thấy trong mấy năm nay bỏ cái năm đại dịch ra đi bây giờ cộng sản mở ra tất cả các cái chiêu thức để chiêu mộ người việt ở hải ngoại về nước rồi quý vị đếm giùm tôi coi trên đầu ngón tay có được bao nhiêu người về có bao nhiêu người về việt nam trong năm nay con số ít vô cùng tới mức mà bây giờ cộng sản phải chiêu dụ du khách nội địa tức là dùng những người ở trong Việt Nam đi du lịch để mà kích thích ngành du lịch. Thì quý vị, chứng tỏ là gì? Cái chính sách của ông Trump và cái chủ trương của ông đã tác động tới người Việt ở đây. Họ có tiền, họ nói, ồ, bây giờ tôi còn chưa đi hết nước Mỹ nữa. Còn bao nhiêu cái cảnh đẹp của nước Mỹ mà ở tôi ở mấy chục năm nay tôi cũng không biết. Được trường hợp con cháu dẫn đi những cái chỗ nổi tiếng như là Las Vegas hay gì còn biết. Hay là Universal. Nhưng mà Yellowstone tôi chỉ nghe nói tôi cũng chưa biết Rồi uh, Ở Grand Canyon Tôi cũng chưa biết đó là cái gì Quý vị nước Mỹ có những cái cảnh đẹp Hùng vĩ có những cái cảnh đẹp thơ mộng Ở phía bắc của nước Mỹ hay là phía nam Của nước Mỹ họ chưa đi hết Thì bây giờ họ đổi họ không muốn đi Việt Nam nữa Họ không muốn đi ra nước ngoài nữa Họ muốn đi du lịch Ở trong nước Mỹ Để họ bắt đầu tự họ khám phá Tìm kiếm những cái nét đẹp của nước Mỹ thay vì là phải đi về qua Việt Nam. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là ông Trump đã làm cho họ thức tỉnh. Mảnh đất này của họ có nhiều điều đẹp, có nhiều điều tốt mà xưa nay họ không bao giờ để ý tới. Xưa nay cho họ chỉ lo đi kiếm tiền xong về rồi cái là chứ điện thoại qua Việt Nam rồi hẹn hò nhau về Việt Nam chơi. Bây giờ tình hình này hết rồi. Hình như là hết sạch luôn. Quý vị trừ những người mới qua đây vài năm Thì còn tài sản ở Việt Nam Còn bạn bè thân nhân ở Việt Nam Thì họ còn liên hệ thôi Những người ở đây lâu năm Gần như là bây giờ họ chỉ tập trung vào cuộc sống họ ở đây Tập trung vào những bạn bè của họ ở đây Và tập trung vào tất cả cái tương lai con cháu của họ ở đây Đây chính là cái điều mà ông Trump đã mang được cái giá trị đó Họ biết được cái mảnh đất này là cái mảnh đất họ cần bảo vệ hơn ai hết, cái mảnh đất mà họ cần phải à, vun đắp hơn ai hết, tại vì mảnh đất này đã cho họ cơ hội và nhờ cơ hội đó con cháu họ thành tài, họ có tài sản. do đó quý vị, ông Trâm có thể nói là cái người đã giúp cho cộng đồng người Việt lột xác và thay đổi suy nghĩ rất là nhiều. do đó 2024 thì tôi không cần quảng bá nhiều nhiều người đã tự tìm kiếm tới tôi để tìm cách hỗ trợ cho ông Trump. Có người thì nói anh Phong chừng nào gây quỷ cho ông Trump. Thật sự tôi chưa có ý định gây quỷ cho ông Trump tại vì mình rất là nhỏ bé. Những người mà gây quỷ cho ông Trump toàn là đại gia không à. Nhưng mà tôi có thể tổ chức được cái rally cho ông Trump. Thì điều đó là điều trong khả năng của tôi thôi. Chứ mà gây quỷ cho ông Trump tôi còn chưa biết tôi làm nổi hay không. Một cuộc gây quỷ cả triệu đô la. Mình làm sao mình đủ khả năng huy động được người Việt ở đây cả triệu đô la, có mấy triệu đô la ổng Năm 2020 thì đúng là bởi vì lúc đó nhiều người tức về kết quả bầu cử. Thì quý vị cái hôm mà tôi làm cái gây quỹ cho ổng mà trực tiếp người ta gửi tiền vô cái quỹ pháp lý của ổng đó. Thì trong vòng có mấy ngày thôi. Một triệu hai. Người Việt đóng góp không đó quý vị. Người Việt ủng hộ trong tâm đóng góp cho cái quỹ thời điểm đó. Tại vì lúc đó bên đảng Cộng Hòa gọi cho tôi nói rằng Ê, mình có thể cần 1.000 luật sư Và cái chi phí ban đầu là khoảng chừng 2 chục triệu gì đó Cho tất cả các cái vụ kiện về kết quả bầu cử Thì lúc đó mình một lòng ủng hộ trung tâm làm cái cái fundraiser Một cái buổi gây quỹ nhưng mà không có đưa tiền cho chúng tôi Đưa thẳng cho quỹ tranh cử ông Trâm thôi Thì cái vị họ báo cho tôi biết 1 triệu 2 trong vòng có mấy ngày nhưng bây giờ quý vị tình hình kinh tế này thì chưa chắc người Việt đã có tiền để đóng góp quỹ tranh cử trong ông Trump. Có những người vẫn mỗi tháng cho hai chục đô, 10 đô. Có những người thì... Nhưng mà bây giờ biểu tôi gây quỹ mấy triệu đô la cho ông Trump, tôi làm không nổi. Bởi vì tình hình kinh tế này làm sao người Việt có đủ khả năng tài chánh giống như năm 2020 nữa. Nhiều người đã thúc đẩy tôi làm việc gây quỹ trong ông Trump. Đó. Nhưng mà tôi nói khó lắm. Tại vì ông Trump cần rất nhiều tiền. Mà chúng ta đóng góp không được bao nhiêu cả. Nhưng ngược lại, tổ chức rally cho ổng thì tôi có thể làm được. Thì quý vị, điều này cho thấy là cái mức ủng hộ ông Trump càng lúc càng cao. Thậm chí quý vị Bắc California, 40 năm chỉ ghi danh cho đảng Dân Chủ. Và bây giờ đích thân gọi cho tôi và chính người đó thúc chảy tôi là phải tổ chức gây quỹ trong trong. 40 năm ghi danh bên đảng Dân Chủ, bây giờ chính thức ghi danh bên đảng Cộng Hòa. Và ra mặt kêu tôi Sẽ giúp cho tôi kêu gọi những Người có tiền có bạc ở Bắc Cali Dồn tiền hỗ trợ trong ông Quý vị Đây là một trong những cái điểm mà tôi nói với quý vị Ông Trâm làm cho người Việt lột xác Và ông Trump Đã làm cho người Việt có cái suy nghĩ Khác hơn so với mấy chục năm trước Chúng ta có mặt tại Mỹ Do đó Có thể nói Nếu mà quý vị hỏi tôi một cách công bằng Người tạo ảnh hưởng nhất trong cộng đồng người Việt ngoại trừ những nhân vật nổi tiếng ví dụ như là Việt Dũng ví dụ như là uh, về mặt văn nghệ có gì Nguyễn Ngọc Ngàn thì nhưng mà cái người gây ảnh hưởng nhiều nhất cho cộng đồng Việt Nam lại là ông Trump chứ không phải Việt Dũng không phải Nguyễn Ngọc Ngạn những người đó có gây ảnh hưởng rất lớn nhưng mà trong cái giai đoạn gây ảnh hưởng trên toàn quốc Hoa Kỳ là ông Trump có thể nói là cái quy thế của ông gây ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng người Việt và đó là lý do tại sao năm nay tôi nói là có nhiều cái dấu hiệu tích cực cho cộng đồng Việt và có nhiều cái dấu hiệu tích cực cho ông Trump bất kể ông đang có những cái yếu tố về pháp lý nhưng tôi tin rằng với cái xu hướng này ông Trump có thể thắng lại nhiệm kỳ ha Ok quý vị đó là cái bài phân tích của tôi là về việc mà nhờ ông Trump mà người cộng đồng người Việt trong 8 năm nay có thể nói là trong 8 năm nay 7 năm nay đã lột xác. đã lột xác trở thành một cái uh, suy nghĩ khác tốt hơn và tích cực hơn cho cộng đồng. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.